đây là cái gọi là cái mỗi con người đều có một cái niềm đam mê khác nhau, một cái sở thích, một cái thú vui, một cái gọi là cái thú chơi khác nhau. Và mình thì không biết lý do vì sao nhưng mà mình lại thích những cái gì độc lạ và đẳng cấp từ lúc mà mình nhận biết về những cái đồ thương hiệu. Và mình thích tìm tòi những cái sản phẩm mà giá trị mà khó tìm, những con máy zin. Ví dụ như những con máy mặc dù nó đã sản xuất cách đây ở một số năm rồi nhưng mà bây giờ mình sưu tầm được những con máy đẹp độc zin là đẳng cấp, là mình cảm thấy mình thích. Và từ đó mình bắt đầu thích tất cả những cái gì độc, những cái gì đẳng cấp và những cái gì mà nó sang trọng, mà cầm lên nó tôn cho mình có giá trị về cái cuộc sống, về giá trị của khi mình bước ra ngoài, mình giao tiếp với khách hàng hay là mình đi gặp với đối tác thì mình tạo cho mình một cái sự tự tin rất là lớn. Và từ đó mình đam mê, mình lắng sâu vào cái những cái sản phẩm điện thoại đẳng cấp này, như đặc biệt là những cái thiết bị về điện thoại Vitu V88, Movido, cũng như là một số đồng hồ Rolex, Hublot. Nói chung là vì sự nó sang, vì nó hiếm và vì giá trị nó cao nên càng ngày càng thích và càng chinh phục được một bộ sưu tập rất là nhiều những sản phẩm như vậy để mà chơi, đồng thời chia sẻ với tất cả những cái anh em quý bác nào mà có chung cái niềm đam mê về những cái thú chơi đẳng cấp này. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi sách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kylan Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.